Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2024. Cả chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa. Và lô ngày hôm nay là toàn những hàng máy, hàng sưu tầm cho anh em luôn. Đấy, và hàng đảm bảo chất lượng cho anh em nha. Đấy, và cam kết cho anh em là máy nguyên zin 100%. Và bên của cửa hàng chúng em nhá, thì anh em mua bán sẽ không cần bắt anh em phải cọc trước. Anh em hàng tới anh em nhận hàng nhá, cam kết máy đúng như trên video, anh em nhận hàng thanh toán là được anh em nha. Không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu anh em, nên là anh em hoàn toàn yên tâm đúng không anh em. Và bên em mua bán thì cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần ưng con nào thì chỉ cần cho em xin thông tin, địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên em ship đến tận nhà cho anh em nha. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ C. C1 này, C2 này, cho tới C của nó là C9 nha anh em nha. Đấy, hai con này thì nó là hàng lô này là lô chữ C. Tại sao mà đánh dấu ký tự là lô chữ C ấy? Để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Đó, ví dụ là anh em ưng cái con C1 này đúng không, mà không biết tên con máy là con gì. Đấy, anh em nói cửa hàng chúng em đặt hàng rất là khó khăn. Anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con C1 là được anh em nhá. Cửa hàng chúng em sẽ biết ngay anh em muốn đặt cái con này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Đấy, nên là anh em mua bán hoàn toàn yên tâm nha. Con này C1, C2, C3 này cho tới C9 nha anh em nha. Và đây là cái tờ giấy này. Tờ giấy này thì đã ghi giá thành của cây máy rồi. Đây là giá thành của cây máy nha. Đó, và đây giá này thì sẽ bao gồm cho anh em là phí vận chuyển đầy đủ rồi này. Đấy, và tặng cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Ba món phụ kiện sẽ kèm theo nếu anh em lấy trong một trong 9 con máy sau đây. Đó, đấy, mua hình thức mua bán của bên em là như thế đấy anh em nhá. Rồi, đầu tiên là con C1 này. Đó, mua bán của bên em thì số điện thoại là 0354392929 nha. Đấy, số đấy thì em có sử dụng Zalo luôn. Rồi, đầu tiên là con C1. Đấy, con này thì thật ra nó là hàng máy cưa mini cho anh em về sử dụng gia đình. Và đặc biệt con này thì cả chúng em đang bán thanh lý. Hàng này thì nói thẳng ra là hàng máy mới anh em nhé, chứ không phải là hàng máy bãi. Con này là máy mới 100%. Con C1 và con C2 là hai con máy mới 100%. Đó, đó. Còn từ con C3 cho tới con C9 là hàng máy bãi nha anh em nhé. Rồi con C1 này đây anh em, giá này cả chúng em thanh lý chỉ có 1.250.000 thôi anh em. Giá này thì bao ship cho anh em tới tận nhà nha. Dòng này thì hàng cưa mini cho anh em. Đó, thay vì anh em đang lựa chọn đấy ạ, thì con này thì nói chung là để phù hợp cho anh em là về sử dụng gia đình nhá. Anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít đấy ạ, cần một chiếc máy cưa mini, hoặc là anh em là lớn tuổi rồi ấy, cần một chiếc máy cưa để cắt cành tỉa nhánh hoặc là làm cây cảnh đồ linh tinh thôi, thì lấy con này cho nó phù hợp nhá. Cân nặng chỉ khoảng 3 kg thôi. Lam của con này sẽ dài là 30 cm cho anh em. Đó, giật tét nổ cho anh em nghe qua này, 1.250.000 nhá anh em nhá. Giật rất là dễ dàng nổ nha này. Con này thì có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Đấy, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết này. Đó, sử dụng của nó là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Đấy, thương hiệu cưa xích Kamatsu nha anh em nha. Bên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới là lầu đổ nhớt để bôi trơn lam xích nha anh em nha. Dòng này thì động cơ 2 thi, giá thành thì vừa bằng một cái máy cưa điện thôi anh em, quá rẻ cho anh em luôn anh em nha. Về cho anh em sử dụng ấy ạ, thì anh em nào sử dụng ít, nói chung dăm bữa nửa tháng ấy, cần một chiếc máy cưa ấy, thì kinh phí không cần hạn hẹp, không cần một chiếc máy cưa chất lượng, thì con này là phù hợp cho anh em nhá. Đó. Vâng, và nếu mà anh em nào thích máy giá rẻ đây đây. Giá rẻ ra, nhưng mà con này thì công suất to này anh em. Con này thì nói thẳng ra là hàng cũng là máy mới 100%. Đấy, thương hiệu Nakata. Con nhưng mà con này thì công suất to khỏe cho anh em về sử dụng cắt hạ gốc cây. Nòng của con này lên đến 45mm và công suất của con này là 54cc. Nòng lớn nên nó sẽ tích hợp cho anh em cái trục giật trợ lực ở đây. Cái này là cái trục giật trợ lực nha anh em nhá. Lam của con này sẽ dài là 55cm. Đấy, 55cm. Xích là lốc ở hộp kim nhôm đây này. Lỗ bô ba cửa xả này. Giá 1.5 triệu thôi anh em. Đấy, con này thì công suất to nha anh em nhá. Đó, công suất to cho anh em về sử dụng cắt hạ gốc cây. Đó, đây, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, rất là chắc chắn cho anh em nha, đảm bảo chất lượng cho anh em. Đây, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nha. 1.5 triệu cho con này thôi anh em, quá là hợp lý đúng không? Dòng này thì nó là dòng động cơ 2 thì luôn anh em, bên dưới nhất là đổ xăng pha nhớt này, bên trên là đổ xăng pha nhớt nha anh em nhá. Hai con này thì cửa hàng chúng em đang bán cái giá là cực kỳ hữu nghị luôn anh em. Nếu mà anh em cầm ra cửa hàng với cái giá tiền như này, không bao giờ anh em mua được máy cưa đâu. Nhưng mà trên video cửa hàng chúng em bán với cái giá thanh lý cho anh em, nói chung là bán lời lãi bằng cái tình cảm.
Đấy, anh em nào mà sử dụng ít thì có thể lựa con C1 hoặc là con C2 nhé anh em nhá. Đó, vậy bắt đầu là đây từ cái con C3 đổ đi là hàng máy Nhật bãi đây anh em. Đấy, từ con C3 đổ đi là hàng máy Nhật bãi anh em nhá. Đầu tiên là một con máy cưa đến từ thương hiệu C3, đến từ thương hiệu Hitachi. Dòng này thì nó là công suất nhỏ cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha anh em nhá. Cân nặng thì con này tới tầm khoảng 4 kg thôi anh em, về cắt cành tỉa nhánh, làm vườn làm rẫy. Đấy, con này không khai thác được anh em nhá, sử dụng gia đình. Đó, 1,8 triệu thôi anh em. Con này thì nó là hàng của Nhật Bản, Nhật bãi đây. Công suất nhỏ nhẹ mini cho anh em về sử dụng gia đình. Lam của con này sẽ là 35 phân, lam sẽ dài là 35 cm, nhưng mà phần mặt cắt còn lại là 30 nha. Sử dụng là size xích mini này anh em. Đó, thương hiệu Hitachi nha anh em nha. Đây, thương hiệu Hitachi đây. Anh em nhìn thấy không? Đó, Hitachi nha anh em nha. Đó, lam sẽ sử dụng là hai ốc chân lam cho anh em, đầy đủ cho anh em. Con này thì về phù hợp cắt nhưng cũng có đường kính khoảng tầm 15-20 cm đổ lại gì đấy. Đó, giờ test đổ cho anh em nghe qua nhá. Tháo cái lè ra thì để cho nó lên xăng. Rồi, khi máy đã đổ cái e phát như thế là được. Đóng le vào. Hàng này thì hàng của Nhật bãi nha anh em nha. Đây, mã số ký hiệu đàng hoàng này. Đó, đây là chữ toàn chữ Nhật thôi anh em nha. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên. Đó, thương hiệu Hitachi. Phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi chân lam xích nha. Bên trên này là đổ xăng pha nhớt này anh em. Đó, một con máy hàng rất là chất lượng. Giá bán thì cửa hàng chúng em đang bán cái giá cực kỳ vừa phải cho anh em, để cho anh em có thể dễ dàng tiếp cận. Cửa hàng chúng em bán thì cho anh em thoải mái rồi. Máy móc thì vẫn cam kết cho anh em là nguyên zin nguyên bản và máy móc đẹp cho anh em nha anh em nha. Đó, con này thì mini về cắt nhưng cũng có đường kính khoảng tầm bằng cái phích nước đổ lại thôi nha anh em nhá, chứ còn mà to quá thì không cắt được nổi đâu. Ồ, con này cũng thế này. Con này cân nặng cũng chỉ nhỏ nhẹ bằng cái con C3 thôi, cắt nhưng cũng có bằng kính bằng cái phích nước đổ lại. Đấy. Con này thì C4 giá cũng 1,8 triệu, con này thì dòng Komatsu nha anh em nhá. Anh em nào đam mê thương hiệu Komatsu này, Komatsu Zenawatt G310 nha anh em nhá. Đó, đây thương hiệu Komatsu này, cái tem này là em nhìn là biết rồi, rất là uy tín đúng không anh em. Cái thương hiệu này thì nó khá là nổi tiếng và nhiều anh em tin tưởng và lựa chọn. Đó, tin tưởng và lựa chọn nha anh em nha. Máy móc con này thì tình trạng khá đẹp. Con này mini cho anh em về sử dụng gia đình. Bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để bôi chân làm xích. Giá bán thì 1,8 triệu cho anh em, 1,8 triệu nha anh em nha. Bao phí vận chuyển cho anh em đầy đủ luôn. Lam con này sẽ dài là mặt cắt là được đây, 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Lam xích nguyên zin của nó luôn nhá. Zenawatt này, Komatsu Zenawatt này anh em. Xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Con này thì về vẫn là phù hợp cho anh em về cắt, nhưng cũng có đường kính khoảng tầm bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhá. Cắt cành tỉa nhánh, làm vườn làm rẫy đồ linh tinh đấy anh em. Bơm xăng lên tí. Rồi, con C4 cũng là hàng máy cưa mini cho anh em về sử dụng gia đình nha. Cắt hạ gốc cây đường kính khoảng tầm
bằng cái phích nước đổ lại. Đó, anh em bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi đổ lại anh em nhá. Anh em nào mà lớn tuổi rồi làm cái con mini này cho anh em về sử dụng gia đình cho nó thoải mái này anh em. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này anh em, đầy đủ hết cho anh em nhá. Máy móc tình trạng liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả. Linh kiện cam kết cho anh em là hàng nguyên zin nguyên bản, chuẩn hàng Nhật của bãi. Anh em không cần phải lăn tăn. Rồi qua con C5 cũng là hàng máy cưa mini tiếp cho anh em về sử dụng gia đình này. Con này cũng là hàng mini cho anh em, đến từ nhà thương hiệu Tanaka, Made in Japan, đầy đủ hết nha anh em nhá. Đây, Made in Japan, hàng chuẩn của Nhật bãi nha. Công suất của con này là 33cc. Lam của con này là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng cũng là xích mini luôn. Giá bán 1.900.000 nha anh em nha. Hàng này thì nó quá đẹp luôn rồi. Anh em nhìn con máy này xem là quá VIP nha. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đấy. Con này là 1.900.000 nha anh em nha. Hàng này vẽ phù hợp cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Đường kính khúc gỗ nhá, bằng khoảng cái gang tay đổ lại này. Đó, là phù hợp nha. Lấy cắt nha anh em, cắt cành tiền nhánh đồ linh tinh, làm vườn làm rẫy, cầm đi làm vườn làm rẫy. Còn núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. 1.900.000 cho con này đây anh em. Hàng tiên tiết nhà thương hiệu Tanaka nha anh em nhá. Đó, nòng 38 ly, công suất 33cc. C5 giá là 1.900.000 nha anh em nhá. Đó, anh em cần thì có thể liên hệ cho cả chúng em. 1.900.000 cho con máy cưa hàng mini như thế này đây anh em. Lam của con này sẽ dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đó, qua con C6 này anh em. C6 là một con máy cưa Echo Kyorit. Đó, con này thì nó là hàng CSV3300 nha anh em nhá. Nòng 38mm. Đó, hàng này là hàng máy Echo Kyorit mini cho anh em về sử dụng gia đình đây anh em nhá. Sử dụng vẫn là hai ốc chân lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 10 này. Lam con này sẽ dài là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xài xích mini nha. Xích này thì còn như mới luôn anh em, không cần phải lăn tan nha anh em nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Đấy. Đây, hàng này thì nó là hàng công suất nhỏ gọn cho anh em về sử dụng gia đình. Máy móc con này thì công suất là 33cc nhá. Nòng của nó là 38mm cho anh em về sử dụng gia đình nha anh em nhá. Đó, 2 triệu đồng cho con máy cưa mini này đây. Đó, dòng này nổ thì khá là ngon đấy anh em, không cần phải lăn tăn gì anh em nhé. Anh em thấy không? Đó, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Nổ khá là ngon lành cho con máy cưa Echo Kyorit như thế này đây anh em nhé. Đó. Rồi, và nếu mà mấy con máy kia anh em chưa đáp ứng đủ nha thì anh em đây này, thì lên cho anh em cái con hàng chất lượng hơn một tí xíu, cũng là đến từ nhà thương hiệu Echo Kyorit. Và dòng này thì nó là hệ đời mới nha anh em nhá. Nó sẽ là hệ nòng đứng cho anh em này. Nòng đứng cho anh em đấy. Con này thì giá bán 2 triệu rưỡi nhá, V3200. Đó. Made in Japan đầy đủ hết cho anh em nha. 2 triệu rưỡi nha anh em nhá. Sử dụng hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 10 này anh em. Lam của con này sẽ dài là khoảng độ hai găng tay đây nha. Đấy, hai găng tay nhá anh em nhá. Đó, thấy không? Có núm bơm xả, có xả áp ở đây đầy đủ hết cho anh em này. Đấy. C7 giá 2 triệu rưỡi nhá anh em nhá. Đây. Phần đây, phần cho anh em nhìn phần bô này trắng tinh luôn anh em nhá. Không cần phải lăn tăn gì cả. Phần bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Đấy, bên dưới này là đổ xăng pha nhớt nha anh em nhá. Đó, và đặc biệt cái con này thì nòng của nó sẽ là 38mm, công suất của con này là 34cc, mã số ký hiệu của nó đây. Made in Japan đầy đủ hết cho anh em nhé. Hàng này là hàng bãi Nhật này. 015198. Đó. 2 triệu rưỡi cho con này. Con này thì có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nhé. Sử dụng là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Mua bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, không cần phải lăn tan gì cả. Đấy, thấy không? À, ngày hàng hệ đời mới cho anh em, công suất lớn. Và dòng này đến nữa, hỏng hóc phụ tùng rất là dễ kiếm nhá anh em nhá. Bởi vì dòng này nó đang ưa chuộng mà, nên là phụ tùng của nó rất là nhiều. Đó. Về phù hợp cho anh em, con này thì cũng là để cho anh em về sử dụng gia đình nha anh em nhá. Sử dụng gia đình, công suất của con này thì nó phù hợp cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Nhưng mà hàng thì nó ok hơn, chất lượng hơn. Về sử dụng thì nó sướng hơn anh em nhá. Giá bán 2 triệu rưỡi cho con này. Đấy, anh em nào mà kinh phí cao thì có thể lấy cái con này về xài cho nó thoải mái. Và dòng này thì độ bền khá là ổn định.
Đó, giật tiết nổ cho anh em nghe qua này. Máy móc nổ khá là ổn định nha anh em nha. Qua con C8 nha anh em nha, là một con máy cưa xích hàng cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung nha anh em nha. Dòng này thì nó là hàng nồi đồng cuối đá luôn anh em. Tại sao mà cửa hàng chúng em nó sử dụng nó bảo con này là hàng nồi đồng cuối đá? Bởi vì con này nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm này anh em. Lốc hợp kim nhôm nha anh em nha. Dòng này là C8 giá 2,8 triệu, thương hiệu Hyundai Qua 380 anh em nha. Đó, anh em nào mà am hiểu với cái dòng máy cưa có lẽ là không còn xa lạ về thương gọi này nữa rồi, sử dụng hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 nha anh em nhá. Anh em lấy con này thì siêu vip cho anh em luôn, về sử dụng khai thác tầm trung thì thoải mái luôn anh em nhá. Độ bền của nó rất là cao và tiết kiệm nhiên liệu đấy anh em. Đó, nòng của con này là 40mm, công suất là 38cc, lam của nó sẽ dài là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Sử dụng là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện này anh em. Đó, thấy không? Đó. Hyundai Qua 380 nha anh em nha. Đây, chữ Hyundai Qua đây anh em. Đó. Made in Japan đầy đủ hết anh em nha. Đó, Made in Japan này. Đó, thấy không? Hàng lốc của kim nhôm luôn anh em nha. Con này thì chuyên cho anh em sử dụng về khai thác tầm trung đấy anh em. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa độ bền cao đây, sử dụng cả ngày vô tư thì con này là khá là phù hợp nha anh em nha. Cam kết nguyên zin nguyên bảo 100%. Anh em thấy không, nổ của nó tiếng nổ rất là rét. Đó, ok cho anh em. C8 nha anh em nha. Và cuối cùng trong lô ngày hôm nay này là con C9, là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Estin MS200 nha anh em nha. Con này thì nó là hàng bãi của Đức nên anh em cũng là sử dụng lớp hợp kim nhôm nha. Cho anh em về sử dụng gia đình và sử dụng khai thác tầm trung, lam của con này sẽ dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là size xích chung 91 này anh em. Đó, con này thì giá bán là 3.300.000 nha. Nòng của con này là 40mm, công suất của con này là 36cc nha anh em nha. Đó. Đây. Chế này. Chế nguyên zin của nó, chế Estin nha anh em nha. Đó. Hàng này thì nó là hàng Estin MS200. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Hàng này là hàng bãi Đức nha anh em nhé. Cam kết nguyên zin nguyên bản. Anh em nào mà đang cần tìm máy chơi Estin này thì anh em lấy con này về sử dụng cho em. Con này thì về sử dụng gia đình cũng như là sử dụng khai thác tầm trung thì cực kỳ ngon luôn anh em nhé. Đó. Estin MS200 cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung cũng như là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đó, con này thì về cắt khung gỗ đường kính khoảng tầm 30-35cm là thoải mái luôn anh em nhé. Đó, và vừa rồi cả hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 9 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì chỉ cần bảo anh em mua con C mấy là được anh em nhé. Và cả hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em tới tận nhà. Cam kết máy như trên video quảng cáo luôn anh em nha. Rồi anh em cần thì gọi ngay cho bên em luôn nhá. Xin chào toàn thể anh em.